Chào mừng các bạn đã đến với kênh Review Vlog. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về một biểu tượng của sức mạnh, sự dũng mãnh và tự do trên bầu trời, đó là chim đại bàng. Với đôi cánh rộng lớn và tầm nhìn sắc bén, đại bàng không chỉ là kẻ săn mồi đỉnh cao mà còn là biểu tượng văn hóa trong nhiều nền văn minh. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc sống của đại bàng trong tự nhiên, những tập tính săn mồi tinh vi và cách chúng sinh sản, bảo vệ lãnh thổ của mình. Đại bàng sống ở nhiều môi trường khác nhau, từ núi cao, rừng rậm đến các vùng đồng bằng và bờ biển. Chúng thích những khu vực rộng lớn, nơi chúng có thể dễ dàng săn mồi và xây dựng tổ trên những cây cao hoặc vách đá treo lẹo. Loài chim này có tuổi thọ khá dài, có thể sống từ 20 đến 30 năm trong tự nhiên, và thậm chí lâu hơn nếu sống trong điều kiện nuôi nhốt. Đại bàng là những thợ săn cực kỳ hiệu quả, chủ yếu săn các loài động vật nhỏ như thỏ, sóc, cá và chim nhỏ. Một số loài đại bàng lớn hơn thậm chí săn cả hươu nhỏ, khỉ hoặc các loài chim khác. Đại bàng có thị lực cực kỳ sắc bén, gấp 4 đến 8 lần so với con người. Điều này cho phép chúng phát hiện con mồi từ khoảng cách rất xa, thậm chí lên đến vài km. Khi đã phát hiện con mồi, đại bàng sẽ lao xuống với tốc độ cao, có thể lên đến 160 km mỗi giờ hoặc hơn, để bắt giữ con mồi bằng bộ móng vuốt sắc nhọn. Động tác này thường rất nhanh và chính xác, đảm bảo rằng con mồi khó có cơ hội thoát khỏi. Móng vuốt của đại bàng rất khỏe, có thể bóp nát xương của con mồi nhỏ ngay lập tức. Một khi đã bắt được con mồi, chúng sẽ sử dụng mỏ sắc để xé xác và ăn. Đại bàng là loài chim đơn phối ngẫu, nghĩa là chúng thường chỉ có một bạn đời trong suốt cuộc đời. Chúng sẽ xây dựng tổ ở những nơi cao ráo, an toàn như trên các vách đá hoặc cây cổ thụ, và tổ này thường được sử dụng qua nhiều năm với việc bổ sung vật liệu theo thời gian. Sau khi nở, đại bàng con sẽ được cha mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng trong tổ cho đến khi chúng có thể bay được. Đại bàng cái thường đẻ từ 1 đến 3 trứng mỗi mùa sinh sản. Trứng được ấp trong khoảng 35 đến 45 ngày bởi cả con đực và con cái. Sau khi nở, đại bàng con sẽ được cha mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng trong tổ cho đến khi chúng có thể bay được, thường là từ 10 đến 12 tuần tuổi. Đại bàng rất bảo vệ lãnh thổ của mình, đặc biệt là trong mùa sinh sản. Chúng sẽ xua đuổi hoặc tấn công bất kỳ kẻ xâm phạm nào, bao gồm cả các loài chim khác và đôi khi cả con người. Khu vực xung quanh tổ được coi là vùng cấm, nơi mà không một sinh vật nào được phép đến gần. Cuộc sống của đại bàng trong tự nhiên là một chuỗi các hoạt động đầy mạnh mẽ và chính xác, từ việc săn mồi đến bảo vệ lãnh thổ và chăm sóc con non. Với những đặc điểm vượt trội về thể chất và tinh thần, đại bàng thực sự là biểu tượng của sức mạnh và tự do. Tuy nhiên, giống như nhiều loài động vật khác, đại bàng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường sống bị đe dọa và sự can thiệp của con người, đòi hỏi sự bảo tồn và bảo vệ từ chúng ta.